Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm viên bổ khớp glucosamine Quang Đông đến từ Hàn Quốc. Thưa các bạn, nếu như các bạn đã từng gặp tình trạng khi mà chúng ta ở trong môi trường lạnh, ở trong môi trường điều hòa lâu, chúng ta bị đau nhức xương khớp, hay trái gió trở trời, chúng ta lại bị đau nhức xương khớp, thì Kiều Oanh tin chắc rằng các bạn đang gặp các vấn đề về xương khớp của mình, cũng như là hệ xương của bạn đang không được khỏe mạnh. Và chính vì vậy, làm như thế nào để cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho xương khớp của chúng ta và ngăn chặn được căn bệnh thấp khớp hay các vấn đề liên quan về khớp luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Thưa các bạn, dòng sản phẩm viên bổ khớp glucosamine là một trong những thương hiệu vô cùng nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Và đây là một trong những dòng sản phẩm đã được kiểm chứng về chất lượng cũng như là tác dụng trong quá trình sử dụng. Đối với những người cao tuổi, khi mà gặp các vấn đề về xương khớp, họ sẽ thường xuyên đau nhức cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Với dòng sản phẩm này thì khi chúng ta sử dụng, nó sẽ là tác động trực tiếp lên hệ xương khớp của chúng ta, tái tạo mô sụn cũng như là các cơ ở khuỷu tay cũng như là khớp gối của chúng ta. Và quan trọng hết, dòng sản phẩm này cung cấp các chất nhờn, tạo ra chất nhờn và cung cấp các vitamin để hệ xương khớp của chúng ta được hoạt động khỏe mạnh hơn. Dòng sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine Quang Đông đến từ Hàn Quốc còn hỗ trợ quá trình tái cấu trúc tế bào quan trọng của cơ thể diễn ra thuận lợi, tăng cường canxi cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe mỗi ngày, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh thoái hóa xương khớp, viêm khớp, teo khớp, thấp khớp. Đặc biệt, dòng sản phẩm còn kích thích khả năng hấp thụ sắt, tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa cho cơ thể. Vâng, nếu như các bạn đã từng gặp tình trạng như Kiều Oanh vừa kể trên thì chúng ta hẳn sẽ thấy rằng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình cũng như là gây khó chịu trong cuộc sống như thế nào đúng không ạ? Chúng ta đi lại không được bình thường, thường xuyên gặp phải những cơn đau khi trời mưa nắng thất thường hay ở trong thời tiết lạnh hay là chúng ta nằm trong điều hòa lâu, chân tay của chúng ta bỗng nhiên bị đau nhức. Vâng, rất khó chịu đúng không? Chính vì vậy thì các bạn hãy nên cũng như là ngay lập tức sử dụng dòng sản phẩm viên bổ khớp glucosamine Quang Đông đến từ Hàn Quốc này. Mặc dù khi đi khám bạn cũng chưa có kết quả rằng là mình mắc các bệnh về xương khớp, nhưng bạn đã từng bị đau như Kiều Oanh nói thì Kiều Oanh khuyên rằng các bạn nên sử dụng lập tức ngay trong hôm nay để ngăn chặn các biến chứng xấu về sau của hệ xương khớp của chúng ta. Và quan trọng hơn nữa, dòng sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine này là một trong những dòng sản phẩm đã được kiểm chứng an toàn cũng như là tác dụng hiệu quả tại Hàn Quốc. Và chính vì vậy khi sử dụng thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm. Và quan trọng hơn hết thì dòng sản phẩm này còn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nuôi dưỡng hệ tim mạch cũng như là mạch máu, hệ thần kinh của chúng ta, giúp cho cơ thể của chúng ta được phát triển khỏe mạnh hơn. Và với dòng sản phẩm viên uống bổ khớp này, chỉ sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt của nó tác động lên cơ thể của mình. Và hãy nhớ cho Kiều Oanh, với dòng sản phẩm viên uống bổ khớp này, mỗi ngày chúng ta sẽ uống 2 viên và chúng ta sẽ uống vào bữa sáng sau khi ăn. Chỉ khoảng từ độ 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt ở khớp của mình, cũng như là các cơn đau do thấp khớp sẽ không còn xuất hiện nữa. Vâng. Thực sự là tuyệt vời đúng không ạ? Nếu như người thân của bạn hay chính bạn đang gặp các tình trạng về khớp như Kiều Oanh nói, thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn về dòng sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine Quang Đông đến từ Hàn Quốc. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm viên uống bổ khớp glucosamine Quang Đông. Và hy vọng với những thông tin Kiều Oanh đưa ra trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.